Thưa quý vị và các bạn thân mến, huân chương chiến công nào? Công an bao vây nhà cụ Lê Đình Kình nhằm mục đích gì? Đây là một câu hỏi mà đến nay chưa thấy Bộ Công an trả lời. Tướng Lương Tam Quang nói rằng ba chiến sĩ cảnh sát truy đuổi những người tấn công cảnh sát. Họ nhảy lên mái tôn trèo sang nhà cụ Kình bị ngã xuống giếng trời và chết. Các nhân chứng trong làng đều cho biết từ lúc 2 đến 3 giờ sáng đêm họ mở cửa ra nhìn đã thấy cảnh sát giăng kín nhà với hàng ngàn cảnh sát vào thôn hoành như thế. Mật độ cảnh sát phải dày đặc, họ bao vây nhà dân rất kỹ và chặt chẽ. Như vậy không thể có chuyện nhà cụ Lê Đình Kình không bị bao vây. Người nhà cụ vô tư ra đến cổng làng lém gạch đá vào cảnh sát rồi chạy về nhà. Cảnh sát phải truy kích theo và ngã chết. Hàng đống cảnh sát san sát nhau trong làng, làm sao nhà cụ Kình có thể ra chốt ném gạch rồi chạy về nhà an toàn. Cảnh sát đuổi theo sát gót chân mà không bắt được những người nông dân. Phải đuổi theo sát gót lắm thì mới ngã xuống giếng như thế, chứ không đuổi gấp thì ngã làm sao được xuống giếng trời. Nói về đuổi như ông tướng Quang nói là phải sát gót chân mới bất cẩn ngã xuống hố, đuổi từ ngoài làng. Dân leo lên mái nhà, ba cảnh sát kia leo theo để đuổi. Dân chui vào cửa sổ và cảnh sát định chui theo vào nhà thì trượt chân ngã xuống giếng trời. Kịch bản mà ông Trung tướng Quang kể hoàn toàn vô lý. Từng đấy quân dàn trong làng, không thể nào nhà cụ Lê Đình Kình ra ngoài cổng làng mà ném đá vào cảnh sát được. Trong khi ngay trong làng đầy ắp cảnh sát cũng không có chuyện truy đuổi những kẻ ném đá vào cảnh sát. Mấy ông dân kia làm sao mà chạy nhanh được hơn cảnh sát chuyên nghiệp được tập luyện hàng ngày, nhất là đoạn còn leo lên mái nhà nữa. Kịch bản thực sự chỉ duy nhất có một mà thôi. Đó là tỏa quân bao vây chặt chẽ mọi nhà dân, sở dĩ dùng đông quân để bao vây từng nhà dân để không cho ai ra ngoài nhìn thấy. Nhưng bao vây từng ấy nhà dân cũng không dùng hết từng ấy số quân. Số quân huy động thừa đó là để ngăn không cho ai bên ngoài vào làng nữa. Ví dụ như những dân làng bên, nhà báo tự do, nhà báo quốc tế hay người của phe khác của chính quyền. Nhiệm vụ gì mà đến mức phải phong tỏa tuyệt đối mọi thông tin như vậy? Bắt hết những người dân và gia đình cụ Lê Đình Kình và không để ai còn chứng kiến những cảnh mà công an bao vây làng. Không cần thiết, vì nếu bắt hết gia đình cụ Lê Đình Kình thì người ta cũng chẳng cần phải có hình ảnh bắt giữ đêm hay ngày cả. Chỉ cần bắt rồi thông báo lệnh bắt, dư luận họ chỉ quan tâm đến tội danh bị bắt chứ chẳng ai bàn đến chuyện bắt ra thế nào, còng tay ra sao, có đọc lệnh bắt hay khám xét gì không. Vậy là cũng không phải là để bắt người mà phong tỏa tất, không để thông tin lọt ra ngoài. Kịch bản chỉ có thể là bao vây, bắc loa kêu gọi này nọ để làm màu, sau đó ném lựu đạn hơi cay thật nhiều khiến cả nhà cụ Lê Đình Kình bị ngạt thở, không nhìn thấy gì, không thở nổi rồi đột kích vào giết cụ Kình. Kết thúc đổ tại lúc hỗn loạn cụ đã ngã hay va vào đâu đó để chết. Giết được cụ Lê Đình Kình trong kịch bản này là êm gọn, nguyên nhân cái chết lúc hỗn loạn tự gây ra. Bắt những người còn lại tội gây rối, chống người thi hành công vụ, chống đảng và nhà nước. Căn đúng trước Tết nửa tháng, dư luận ầm lên đến Tết thì ai cũng bận túi bụi lo Tết, về quê đi chúc Tết, qua Tết là việc nhạt đi. Nhưng có lẽ vì quá nôn nóng nên ba cảnh sát đã tận dụng màn khói đột kích vào nhà cụ Lê Đình Kình bất ngờ, trong lúc sơ suất bị phát hiện đã ngã xuống hố, người nọ kéo người kia thành ra tử nạn. Đằng nào cũng có lệnh tiêu diệt cụ Kình, lúc đó tin báo về chỉ huy còn có cảnh sát chết. Chỉ huy ra lệnh bằng mọi giá phải diệt bằng được cụ Lê Đình Kình. Vậy là đạn bắn thẳng vào nhà cụ Kình. Cửa trước, trần nhà, tường cũng đầy vết đạn. Tiếp đến, phá nhà ập vào hạ sát cụ Lê Đình Kình tại chỗ, nhét vào tay cụ quả lựu đạn. Hoặc có thể phao tin cụ chết trên tay vẫn đang cầm một quả lựu đạn. Trái lựu đạn này là ốc tưởng tượng bịa đặt của công an để nhằm tăng thêm tầm quan trọng của hành động đột kích của công an và nhồi sọ bọn đoàn viên đảng viên, cảm tình đoàn, cảm tình đảng và nhân dân. Nhưng cứ thử nghĩ một cụ già gần 60 năm theo đảng Cộng sản, giờ cầm lựu đạn chống lại bọn đồng chí thuộc hạng con cháu của mình và nghĩ những lớp
Con cháu lạnh lùng dí súng sát vào tim Thái Dương, bậc tiền bối rồi nhả đạn. Chúng ta mới thấy ghê sợ đến lạnh người khi sống dưới một đất nước mà cái đạn lớp sau giết lớp trước tàn nhẫn như thế. Trong phim Bất Hủ Bố Già, Michael cầm tiền sang Cuba đầu tư theo lời mời chào bọn của bọn mafia, cấu kết với nhà cầm quyền. Trên đường đi tới khách sạn giao dịch làm ăn, Michael thấy trên đường có một du kích bị cảnh sát bắt. Anh ta giật lựu đạn tự sát khiến nhóm cảnh sát chết theo. Michael rút ra một điều là nếu người dân ở nước này mà chống cảnh sát quyết liệt như thế, chế độ ấy chẳng tồn tại lâu để mà đầu tư. Michael bỏ luôn ý định, y rằng hắn đã nghĩ đúng. Các bạn có nghĩ rằng đất nước này hòa bình, yên ổn hay không? Ngày 10 tháng 1 năm 2020, chỉ sau một ngày sau cái chết ở Đồng Tâm, ba cảnh sát cơ động thuộc E-22 được Thủ tướng Chính phủ đề xuất Chủ tịch nước truy tặng huân chương chiến công hạng nhất. Dư luận đang dấy lên câu hỏi, chiến công mà ba cảnh sát lập này là chiến công gì? Trước tiên, chúng tôi phải hỏi nhiệm vụ của các cảnh sát cơ động E-22 hôm ấy vào thôn Hoành để làm gì? Phải biết được nhiệm vụ của họ mới xác định họ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc như thế nào, sau đó mới đánh giá được chiến công của họ. Theo như lời của Trung tướng Lương Tam Quang, thì trong một ngày, ông này thay đổi đến vài lần nhiệm vụ của E-22, từ thời gian đến địa điểm cũng như khác nhau, lúc thì ở Đồng Xanh, ở tường rào, lúc thì cổng làng, lúc thì truy bắt đối tượng. Nhiệm vụ không rõ ràng, đến hôm sau cũng còn chỉnh sửa nhiệm vụ của E-22. Vậy căn cứ gì mà Thủ tướng đã trình lên Chủ tịch nước được chiến công của ba cảnh sát chết ở thôn Hoành, để sáng hôm sau Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng 3 cho ba cảnh sát này? Cả ba chết, Bộ Công an truy tố những người bị bắt với tội danh giết người và chống người thi hành công vụ. Vậy nếu ba cảnh sát không chết, thì khi bắt những người kia, tội danh của họ là gì? Theo như lý do cuối cùng mà tướng Tam đưa ra là lập tức bị dân ném đá, truy đuổi đến tận nhà, ngã xuống hố và bị dân ném xăng thiêu chết. Đang đêm đưa mấy nghìn quân đến làng dân, phong tỏa mọi nhà, mọi con đường. Dân tình kể họ mở cửa thấy cảnh sát răng kín cửa nhà, không cho ra ngoài. Lập tức đó, rồi để làm gì? Ngăn chặn dân phá tường rào sân bay Miếu Môn. Chuyện hoang đường, muốn bảo vệ thì ra hiện trường tức chỗ xây dựng hàng rào cách làng 3 km để ngăn chặn, sao lại chặn cửa dân, không cho họ đi sinh hoạt đời sống hàng ngày là sao? Chưa kể cái vô lý nữa là trong clip anh Lê Đình Công đứng ở chỗ quân đội xây tường rào phát biểu rất khen ngợi việc xây tường là đúng với ranh giới 47 hecta của quân đội, giữa quân đội và nhân dân Đồng Tâm rất thống nhất, vui vẻ đoàn kết việc xây tường rào này. Thế ai báo rằng dân Đồng Tâm chuẩn bị phá tường rào, khiến cho Bộ Công an huy động mấy nghìn cảnh sát về bao vây cửa từng nhà dân? Phải chăng chính quân đội đã muốn kích động nên báo cáo lên Bộ Chính trị, Thủ tướng, Tổng Bí thư để các vị này điều Bộ Công an về ngăn chặn? Quân đội không đủ sức để bảo vệ cơ sở quốc phòng của mình, không đủ trình độ làm dân vận, khiến dân chúng muốn phá vị trí an ninh quốc phòng chăng? Bộ Công an nói lý do đưa mấy nghìn quân về phong tỏa dân thôn Hoành vì lo sợ họ phá tường rào. Lý do này hoàn toàn bịt bợm, vu khống. Vu khống cho nhân dân thôn Hoành đã đành, còn bôi nhọ quân đội đi cướp đất của dân làm sai, không giải thích dân vận cho dân nghe, khiến cho dân định phá cơ sở an ninh quốc phòng phải chờ đến Bộ Công an can thiệp. Mẹ kiếp, vu khống thế mà quân đội chịu được. Tội biến dân thành kẻ địch, tội bảo vệ. Tội không bảo vệ được cơ sở quốc phòng của mình thì còn bảo vệ được cái gì? Giải tán mẹ nó quân đội đi cho rồi. Chỉ vì các ông lấy đất nhập nhằng mà thành chết bao người nữa phải đi tù. Thiết nghĩ đến lúc Bộ Quốc phòng phải có giải thích rằng việc xây tường rào ở sân bay Miếu Môn của họ đã được họ làm dân vận rất tốt, bà con thuận tình, đồng ý rất vui vẻ. Không có âm mưu nào phá tường từ phía người dân quân đội cũng đủ sức giải quyết, không khiến Bộ Công an phải đưa quân đi bảo vệ cơ sở an ninh quốc phòng. Không rõ nhiệm vụ, tự nhiên hàng ngàn cảnh sát vác súng vào nhà dân, bị họ chống trả. Chết được truy tặng huân chương chiến công hạng nhất. Nếu còn sống thì lại chẳng được chiến công, chả nhẽ chiến công chính là cái chết.
Những người còn sống, những người cảnh sát bắt gọn mấy chục kẻ giết người và bắn hạ một ông cụ già đang cầm lựu đạn định ném vào cảnh sát. Chiến công như thế, sao họ không được tặng huân chương? Bây giờ, rốt cuộc vẫn chưa rõ nhiệm vụ của trung đoàn E-22 vào thôn Hoành giữa đêm 8 tháng 1 năm 2020 ấy để làm gì? Vào để giết dân là nhiệm vụ, bị giết chết là lập chiến công. Ngày 8 tháng 1 năm 2020, cỡ gần 8.000 cảnh sát đủ các loại đổ về Đồng Tâm để thực hiện một nhiệm vụ mà đến giờ chưa rõ nhiệm vụ đó là gì. Nhưng chắc chắn nhiệm vụ đó không khó để hình dung, đó là bắt hết sạch những người trong tổ Đồng Thuận ở Đồng Tâm. Với số lượng đông đảo cảnh sát tham gia trên một diện tích chỉ là một thôn, thì việc phong tỏa từng nhà là quá dễ dàng. Nhà cụ Kình bị phong tỏa kín đến mức không có một nhân chứng hàng xóm nào thấy được việc gì xảy ra tại nhà cụ. Báo chí dẫn lời công an nói rằng có 3 cảnh sát xông vào nhà cụ Kình qua lối cửa sổ trên cái giếng trời, bị xô đẩy ngã và bị đổ xăng đốt. Chết ở vị trí ấy cho thấy những người cảnh sát chết đang tìm cách đột nhập vào nhà cụ Kình để khống chế những người bên trong, thực hiện âm mưu bắt giữ cụ Kình. Điều rất lạ là ở thế bao vây chủ động, súng đạn, hơi cay và lực lượng phòng cháy, cứu hộ đi theo rất đông. Thế nhưng cảnh sát không kịp trở tay cứu đồng đội, để đến nỗi họ bị thiêu cháy, phải nhờ đến pháp y nhận dạng. Trước đó người dân còn nghe thấy tiếng loa kêu gọi người trong nhà cụ Kình ra đầu hàng. Chúng ta thấy những vụ bắt ma túy, mại dâm, cờ bạc đều có những clip hình ảnh do công an quay làm tư liệu. Một vụ việc lớn là đưa hàng ngàn quân đi bao vây một nhóm người chống đối mà không có nổi một hình ảnh nào. Điều đó nói lên điều gì? Một là nhiệm vụ quá mờ ám, không cho phép ai quay phim chụp ảnh nên chọn thời điểm đêm tối. Hai là quá trình tiếp cận nhà cụ Kình có quá nhiều trái về nhiều mặt, bày tỏ sự yếu kém trong phối hợp tác chiến giữa chỉ huy và lính, hoặc sự non kém của cả chỉ huy lẫn lính. Chỉ có hai điều ấy mới không có hình ảnh nào của vụ việc, chứ hình ảnh dân đứng trên nóc nhà ném xăng xuống mà công an không quay để ghi lại bằng chứng thì quá non kém. Và nếu do lỗi nhiệm vụ mờ ám hoặc lỗi do 3 cảnh sát kia nôn nóng muốn thực hiện nhanh chóng nhiệm vụ bắt giữ, đột nhập vào nhà dân trong lúc họ đang bị kích động, dẫn đến phản ứng khiến cảnh sát tử nạn. Đó không thể được gọi là lập chiến công đặc biệt xuất sắc bảo vệ chủ nghĩa xã hội và Tổ quốc, như lý do mà ông Nguyễn Phú Trọng nêu ra. 3 cảnh sát chết thực tế không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn khiến cho lực lượng cảnh sát tổn thất không đáng có. Mục tiêu là dùng lực lượng vũ trang áp đảo về dân, về nhân lực và vũ khí cùng với độ chính quy được đào tạo để bắt giữ mấy người dân, bắt êm, bắt gọn, không thiệt hại gì, như thế mới là hoàn thành nhiệm vụ. 3 cảnh sát chưa vào được trong nhà đã bị tử nạn. Giá như trong nhà dùng súng bắn ra thì còn đổ tại do khâu trinh sát không chính, không xác định được người dân có súng thì đi một nhẽ. Đằng này, do bất cẩn ngã xuống hố, thất thế phải chịu trận, đồng đội hàng trăm, hàng ngàn đứng nhìn không cứu được, đến nỗi không nhận nổi dạng thi thể của nạn nhân. Thế nhưng, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vẫn ký huân chương chiến công theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Vậy chiến công của 3 cảnh sát chết ở Đồng Tâm ấy là chiến công gì? Một chiến công mà nếu hương hồn họ còn ở đâu đó chứng kiến được trần thế, họ sẽ phải bất ngờ, là đến họ cũng không ngờ đó là chiến công. Điều này lý giải tại sao những người cảnh sát sau khi bắt được, giữ được mấy chục người dân Đồng Tâm lại không được tặng huân chương gì, mà mấy người chết khi chưa làm chọn nhiệm vụ bắt người lại được huân chương chiến công hạng nhất. Tìm hiểu điều 85 của luật thi đua khen thưởng có ghi về thủ tục khen thưởng đơn giản, tức khen nhanh, khen thưởng nóng, cấp tốc theo quy định. Điều 85. Thứ nhất, những trường hợp có đủ các điều kiện sau đây được đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản. A. Việc khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịp thời động viên, khích lệ quần chúng. B. Cá nhân tập thể được lập thành tích xuất sắc, đột xuất trong chiến đấu, công tác, lao động, học tập. C. Thành tích công trạng rõ ràng. Thứ hai, việc khen thưởng theo thủ tục đơn giản do chính phủ quy định. Như vậy, 3 cảnh sát chết ở Đồng Tâm được căn cứ vào khoản A, điều 85 của luật thi đua khen thưởng.
khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị kịp thời, động viên, khích lệ quần chúng. Hoàn toàn họ không có thành tích xuất sắc trong chiến đấu như khoản B, vì họ chưa hoàn thành được nhiệm vụ, họ cũng không có thành tích gì, công trạng gì. Nhưng cái chết của họ phục vụ được mưu đồ chính trị của tầng lớp lãnh đạo trong vụ Đồng Tâm. Nó là bằng chứng để Đảng Cộng sản Việt Nam tuyên truyền nhân dân Đồng Tâm là khủng bố, chứ không phải là những người dân đòi đất đai. Nó cũng khiến cho bọn cướp đất từ nay được thêm lợi thế rằng những người dân phản đối việc thu hồi đất của họ đều là khủng bố. Nó cũng biện minh được hành động mờ ám đưa hàng ngàn cảnh sát trang bị vũ khí chiến đấu đổ bộ vào Đồng Tâm đêm hôm ấy. Có lẽ vì vậy mà những đồng đội của họ không kịp phản ứng gì, khiến họ chết thảm dưới hố sâu, quằn quại la hét đau đớn trong màn lửa. Nhiều ngày sau cái chết của cụ Lê Đình Kình, một lực lượng hùng hậu tay sai tuyên truyền, hay còn gọi là dư luận viên, được động viên tham gia cuộc chiến trên không gian mạng nhằm tạo ra những kịch bản và hình ảnh về sự kiện 9 tháng 1 năm 2020 ở làng Đồng Tâm, Hà Nội. Có 3 mũi tấn công vào sự kiện đau thương này, đó là bôi nhọ và sỉ nhục cụ Kình, tiếc thương cho 3 công an viên chết ở Đồng Tâm và khiêu khích thách thức bất cứ ai đứng về phía người dân Đồng Tâm và đồng thời chụp mũ là chống chính quyền. Đó là bài bản của giới tay sai tuyên truyền. Nhưng sự thật có sức mạnh của nó. Sự thật để y nguyên sự lồng lộn của giới truyền thông tay sai trên không gian ảo. Nhưng mọi câu chuyện thực tế của người dân đều là sự đau xót cho các nạn nhân từ một cuộc chiến kỳ quái dựng lên từ nhà cầm quyền. Và dưới đây, đây là một ít sự thật chưa được kể qua cuộc trò chuyện vào giáp ngày Tết với anh Trịnh Bá Phương, người trực tiếp truyền tải những sự kiện về Đồng Tâm lúc này. Trong việc ngân hàng Vietcombank phối hợp ăn ý với công an để phong tỏa tiền phúng điếu cụ Lê Đình Kình cho đến nay, đã có tin tức gì về việc hơn nửa tỷ đồng đó sẽ được trả hay không? Vâng, vẫn không nghe tín hiệu gì từ phía công an về việc đấy. Khi công an bắt cóc cô Nguyễn Thúy Hạnh về đồn số 3 Nguyễn Gia Thiều, họ cũng đã không trả lời được ngay lúc đấy văn bản nào đã gửi cho ngân hàng để ra lệnh khóa tài khoản tiền phúng điếu. Phía ngân hàng Vietcombank cũng vậy, mọi thứ là không có pháp luật. Nhưng công an có hỏi cô Nguyễn Thúy Hạnh là nếu bây giờ cho rút tiền thì cô Hạnh sẽ làm gì? Có chuyển cho Trịnh Bá Phương? Có phải chủ mưu kêu gọi quyên góp là Trịnh Bá Phương không? Với tư cách là người nắm nguồn quỹ, cô Hạnh đã nhận trách nhiệm và nói sẽ chuyển giao toàn bộ cho gia đình cụ Lê Đình Kình. Trên thực tế, lẽ ra tôi không có tham gia vào chuyện gây quỹ, nhưng do tập trung vào việc đưa tin tức cập nhật về Đồng Tâm nên tôi nhắn cô Hạnh hãy giúp cho gia đình cụ Lê Đình Kình. Do sự việc xảy ra quá gấp gáp cũng như để tránh sơ suất, cô Hạnh đã dùng ngay một tài khoản Vietcombank chưa dùng vào việc gì để nhận nguồn tiền phúng điếu cụ Lê Đình Kình. Lý do gia đình cụ Lê Đình Kình nói không thể nhận trực tiếp vì mọi thứ đang rất căng thẳng. Mọi thứ có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào, đồ đạc trong nhà đã bị cướp, ngay cả cái ô tô đang trả góp của gia đình cũng đã bị cướp đi. Công an nói cụ Lê Đình Kình là khủng bố và tịch thu tiền phúng điếu qua tài khoản của người dân tự nguyện góp vào. Vậy còn tiền phúng điếu trực tiếp hôm đám tang thì phía công an ứng xử như thế nào? Dạ không, mọi tiền phúng điếu trực tiếp hôm đám tang thì gia đình vẫn nhận được. Ở lễ tang cụ Lê Đình Kình dự đoán là có rất đông người đến dự nên mọi người đã chuẩn bị khoảng 3.000 khăn tang cho ai đến muốn để tang cho cụ Kình, thế nhưng vẫn không đủ. Tổng kết vào cuối ngày thì có thể đến 4 hoặc 5.000 người đã ghé qua để đưa cụ Kình về nơi an nghỉ cuối cùng. Tiền phúng điếu và hoa quả hương đều không gặp chuyện gì cả. Rất nhiều người đã ghi ngoài phong bì phúng điếu là xin chia buồn cùng gia đình, tiễn biệt lão anh hùng, vĩnh biệt người đã đứng lên chống giặc nội xâm. Nhưng mới tối hôm trước, trên truyền hình VTV có đưa tin thì nói rằng nhân phúng điếu đã có những sự kích động chống lại chính quyền, vì lẽ có những bao thư phúng điếu khách ghi rằng chia buồn vì cụ đã bị sát hại, mong sự việc sớm được làm sáng tỏ. Truyền thông nhà nước và công an thì nói đó là ngôn ngữ của bọn khủng bố. Xin hãy nhìn đó mà suy ra thì thấy rõ nhà cầm quyền không còn đạo đức, lương tâm và cả luật pháp. Họ dựng chuyện như vậy chỉ vì đã giết cụ Lê Đình Kình thì phải gặp phải sự phản ứng dữ dội của trong và ngoài nước, nên phải làm lớn chuyện để che đậy tội ác,
rồi khóa tài khoản để quy chụp khủng bố nhằm lừa bịp người dân. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử một nhà cầm quyền lại làm chuyện không thể tưởng tượng được là ngăn cản và muốn cướp đi tiền phúng điếu của một người chết. Báo chí nhà nước vào chiến dịch thông tin liên tục nói rằng ở làng Đồng Tâm đã bình yên, dân Đồng Tâm nay vui mừng đón Tết, cảm ơn chính quyền vì không còn nỗi lo khủng bố ở trong làng nữa. Thật sự, làng Đồng Tâm hiện nay ra sao? Vâng, người dân Đồng Tâm lúc này rất đau buồn về cái chết của cụ Lê Đình Kình. Đau lòng vì có những đứa trẻ chưa cai sữa phải xa bố mẹ. Và người dân Đồng Tâm cũng đau lòng vì chứng kiến những người dân bị bắt phải chịu cực hình, tra tấn, bức cung để đưa lên tòa án hình sự. Họ đau lòng vì ít và người dân Đồng Tâm tự dưng trở thành tội phạm. Một người dân Đồng Tâm đã nói với chúng tôi rằng ở đất Đồng Tâm này cứ 10 người thì đã có 9 người rưỡi là đi theo cụ Lê Đình Kình. Báo chí nhà nước nói Đồng Tâm bình yên, người dân vui mừng thì chỉ là tuyên truyền. Giờ này, Đồng Tâm vẫn dày đặc an ninh mật vụ, dòm ngó và hành động với bất cứ ai bên ngoài bước vào đây để tìm hiểu. Báo chí cũng nói người dân Đồng Tâm thương mến đưa tang các chiến sĩ công an đã chết. Nhưng chính người dân Đồng Tâm phát hiện và nói rằng chỉ có một số người dân ở xã Thượng Lâm là xã giáp danh nhưng cũng là người đang làm việc hay hợp tác với chính quyền là những cán bộ của xã lân cận. Ở Đồng Tâm lúc này mọi thứ ảm đạm chứ không có kiểu đón Tết, đón xuân như báo chí nhà nước nói. Nhiều người vẫn tìm cách nhắn ra bên ngoài để cầu cứu cho tình trạng khốn khổ của làng Đồng Tâm. Còn cái chết của ba nhân viên công an, chính quyền đổ cho người dân giết. Nhưng cả trong ngôn luận độc lập, độc quyền của nhà nước cũng bất nhất. Lúc thì họ nói công an bị ném lựu đạn chết, lúc thì nói bom xăng, lúc thì nói là do rơi súng hố. Lại có lúc họ nói công an chết khi bảo vệ sân bay Miếu Môn cách Đồng Tâm 3 km, rồi có lúc lại nói chết lúc tấn công vào nhà cụ Kình. Sự thật thì chỉ có họ biết, chứ người dân Đồng Tâm không thể chống cự trong một bối cảnh đàn áp dữ dội và đầy hơi cay như sáng sớm ngày 9 tháng 1 năm 2020. Lấy nhà cụ Kình làm trung tâm thì chung quanh rộng đến 300-400 mét, không có ai có thể chịu đựng nổi khói và lựu đạn hơi cay, đặc biệt là trẻ nhỏ, nên hầu hết người lớn đều tìm cách đưa chúng ra ngoài. Nhiều người bị ngạt thở, bị ngất. Bản thân cụ Hiểu, bạn cụ Kình cũng đã ngất trước khi bị bắt đi. Vì vậy, người dân Đồng Tâm và dư luận nói chung đang rất cần một phái đoàn điều tra độc lập để trả lại sự thật cho sự thảm sát này. Công an làm việc luôn có quay phim. Cuộc tấn công vào làng Đồng Tâm chắc chắn có flycam với máy quay hồng ngoại để ghi lại sự kiện, tìm người, tìm chứng cứ để rêu rao rằng người dân Đồng Tâm đã đối đầu như thế nào để lợi dụng tuyên truyền về sau. Thế nhưng, cho đến giờ này họ vẫn không tìm ra được một dấu hiệu hay bất cứ hình ảnh nào cho thấy người dân phản kháng để tuyên truyền chống lại cụ Kình và người dân Đồng Tâm. Trong lúc tin tức Đồng Tâm lan nhanh, tuần trước đã có tin đồn công an sẽ bắt một loạt nhằm trấn áp dư luận. Nhà của blogger Nguyễn Anh Tuấn tại Đà Nẵng đã bị rất đông công an đến nhà. Ở Cần Thơ có Facebooker Trương May Mắn bị bắt và khởi tố. Còn Trịnh Bá Phương và Trịnh Bá Tư làm việc đưa tin Đồng Tâm ra ngoài như vậy, các bạn có bị đe dọa gì không? Vâng, hôm qua khi công an bắt cậu cô Nguyễn Thị Hạnh về đồn, họ đã hỏi rất nhiều, đặc biệt là hỏi về Trịnh Bá Phương và nguyên nhân và nguyên văn của họ là Trịnh Bá Phương nằm trên đầu các danh sách có thể bị bắt giam. Mỗi ngày, người dân lại càng chứng kiến rõ thêm tội ác và họ đối với cụ Kình. Với người dân Đồng Tâm, mọi thứ đang phơi bày sự dối trá của họ ở chiều hướng. Họ đang hốt hoảng và chủ động đe dọa, đã canh giữ nhiều người lên tiếng trong nhiều ngày, đặc biệt nhấn mạnh sẽ bắt Trịnh Bá Phương. Vì tôi đã nghe tiếng khóc của những bà mẹ, những đứa trẻ, chứng kiến những cảnh tang thương, tôi thấy mình không thể im lặng dù biết phía trước là hiểm nguy. Tôi chấp nhận tất cả xảy đến với mình, chỉ mong đưa ra thứ ánh sáng mọi công lý trước toàn thể người dân Việt Nam và trả lại công bằng và sự thật cho những người dân Đồng Tâm đang chịu oan ức. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn.
Xin hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Xin hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Năm mới Tết đến, xin chúc toàn thể quý vị và gia đình được vạn sự như ý. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.